Xin chào tất cả mọi người, mình là Trần Chí Tâm nha mọi người ha. Thì hôm nay mình sẽ đem tới mọi người một cái video rất là hay mọi người ha. Thì có rất là nhiều người bạn hỏi mình là nếu mà mình là cái người chơi tay em mà mình làm cho nhà cái chia ra cho mình được 9 nút được không anh? Thì mình nghĩ là cũng khá đơn giản thôi, nhưng mà cái này nó sẽ sử dụng rất là nhiều kỹ thuật gộp chung lại một cái mọi người ha. Và bây giờ mình sẽ làm thử cho tất cả mọi người xem và mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người nó sẽ cần những kỹ thuật gì sẽ làm được điều đó nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người ha. Trên tay mình vẫn là một bộ bài 52 cây hoàn toàn bình thường ha. Mình sẽ trải ra cho tất cả mọi người xem. Đây, hoàn toàn ngẫu nhiên và bình thường, mình sẽ xáo trộn lên như vậy nữa. Để chứng minh cho tất cả mọi người nhìn thấy được là mình không có sắp xếp trước cho mọi người ha. Đây. Thì hôm nay mình cũng hướng dẫn cái video này cũng nghiêng về đánh đổ mọi người ha. Thì mình làm bài cho người khác chia mà về mình là cái tụ lớn nhất ha. Đây, bộ bài hoàn toàn thường ngẫu nhiên. Thì giống như nhà cái họ xào xong, họ đưa cho tay em cắt rồi tay em nhà cái họ sẽ tự chia ra. Và bây giờ tay em cũng có thể xào lại bài mọi người ha. Thí dụ như mình thí dụ cho tất cả mọi người là mình chơi 6 tụ, mình ở tụ thứ 4 đi ha. Thì mình là nhà tay em, mình cầm bộ bài lên mình sẽ chẻ một cái nha mọi người ha. Chẻ một cái. Đây. Mình chẻ nhẹ vô vậy nè ha. Mình sẽ xào. Đó, mình xào ngẫu nhiên vậy ha mọi người ha. Đây, xào bình thường vậy thôi. Thì mình cắt bài ra như vậy thì cho nhà cái họ chia thôi. Thì họ chia 1, 2, 3 tụ của mình nha mọi người ha. Đây. Thì mình sẽ lấy lại được 9 nút nha mọi người ha. Thêm con 3 nữa nha mọi người. Đây. Thì mọi người thấy được cái độ chính xác của mà mình làm cho nhà cái chia từ mình ha. Như mình phải biết là họ chia cái dòng nào. Đôi khi là cái bài cào là họ chia dòng này hoặc là dòng này nữa. Là như vậy ha. Thì nếu mà lọt vô cái thế như vậy á thì cái tụ hướng nào mình cũng là cái tụ số 4 ha. Còn nếu mà họ ít hơn một tụ á thì mình sẽ tính cho đúng cái dòng họ chia mình mới lấy được cho mọi người ha. Mình sẽ thử lại cái nữa cho tất cả mọi người xem ha. Mình sẽ xáo trộn lên như vậy. Thì mình sẽ làm thêm một lần nữa rồi mình hướng dẫn cho tất cả mọi người luôn. Thì trong cái video này nó sẽ sử dụng cái kỹ thuật gì và nó sẽ làm như thế nào ha. Đây. Thì mình sẽ sắp lại hoàn toàn ngẫu nhiên vậy mọi người ha. Đây. Đó, thì xào lên nha mọi người ha. Đó, thì thí dụ nhà cái họ bỏ ra như vậy thì mình không nhìn thấy được cái con bài gì hết. Thì mình sẽ cầm lên, mình sẽ chẻ nó lại nha mọi người ha. Mình sẽ chẻ nó lại. Đó, thí dụ như bây giờ quýnh 7 nhà, mình là tụ thứ 4 đi ha mọi người ha. Đó, thì mình cũng xào bình thường như tất cả mọi người xào thôi. Bây giờ cắt bài ra nè ha. Thì phát ra nè, 1, 2, 3, 4 nè ha, 5, 6, 7. Đó. Thì mọi người tin là mình sẽ lấy được 9 nút không mọi người ha? Số 4 này nha. Đó. Thì làm như thế nào mà mình làm được như vậy? Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người luôn ha. Thì trước tiên ai thích video này thì hãy để lại cho mình một like trước tiên nha mọi người ha. Ai chưa đăng ký kênh hãy nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ mình làm ra nhiều video hay mọi người ha. Đây, thì trong cái kỹ thuật này nó áp dụng gồm có là rất là nhiều kỹ thuật ha mọi người ha. Mình sẽ nói từ từ ha. Bộ bài ngẫu nhiên như vậy mình không biết gì hết thì dùng kỹ thuật thứ nhất đó là kỹ thuật săn bài mọi người ha. Mọi người dòm nè ha, con 10 ha, con 10, con 5 nè, đúng không? Là thiếu con 4 nữa nha. Mình tua lẹ cái tới con 4 thắng lại nè. Mình sẽ chẻ vô hoàn toàn bình thường như vậy thì nó sẽ lấy được 9 nút mọi người ha. 10, 5 với con 4 trên nè, đó. Ha. Thì cái này là kỹ thuật săn bài, là kỹ thuật thứ nhất ở trong cái phần này mọi người ha. Tiếp là kỹ thuật kèo bài. Thì kèo đôi á mọi người, kèo là giống như là mình dùng lá trên lá dưới nè, kèo quen nè, đó, kèo quen vậy đó. Ha. Kèo quen vậy, đó, kèo ra. 1 2 3 nè, kèo nè, đó. Thì những cái kỹ thuật này mình sẽ hướng dẫn từ từ cho tất cả mọi người biết, chia ra từng kỹ thuật để mà hướng dẫn cho tất cả mọi người dễ hiểu hơn ha. Ha. Trước tiên là phải săn bài ha. Này con 10, con 8 nè phải không? Tới con mắt thắng lại. Mình sẽ lựa tới con mắt cho người ha, thắng lại. Chẻ bài vô. Thì mình sẽ lấy được 9 điểm nè, đó đúng không? Thì mình sẽ kết hợp cái kèo đôi mọi người ha. Ví dụ như đánh 6 nhà, mình là tụ thứ 4 đi. Thì lần đầu tiên xào mình sẽ xào 6 nhà xuống nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha. Đúng không? Tiếp tục kẹp 2 lá là 2 nè. 3, 4, 5, 6 ha. Tiếp tục kẹp cái nữa là 2 nè. Thì lúc này là 2 là mình ở vị trí số mấy mình sẽ xào số mấy ha. Ví dụ mình sẽ số vị trí số 4 thì mình xào thêm 2 lá. Tại đây là 2 sẵn rồi.
Nếu vị trí số 5 á, xào thêm 3 lá nè. 1, 2, 3. Đó là vị trí số 5, 10 ha. Đó. Cái này là làm dấu giả với 10 ha. Mình sẽ nói tiếp cho tất cả mọi người xem nè. 1, 2, 3, 4, 5 nè. 1, 2, 3, 4, 5 nè. Áp cho 10 ha. Đó. Thì thật sự là cái kỹ thuật này nó gom rất là nhiều kỹ thuật lại để mà kết hợp ra được cái gì ha. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục nói nữa cho mọi người dễ hiểu ha. Tại vì những video mình làm lên mọi người hay không hiểu lắm. Thì kỹ thuật đầu tiên là kỹ thuật nhìn bài ha. Con mắt, con 10 nè. Tên 8 thắng lại nè. Đó. Mọi người trẻ bài nhiều thì riết nó quen thôi ha. 8 nằm trên nè ha. Còn con mắt với con 10 nằm dưới nè ha. Ví dụ mình chơi 8 nhà đi. 8 nhà mình là vị trí thứ 4 đi ha. Mình xào nè. Mình lấy tay này mình đẩy bộ bài lại gan xíu ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ha. Kẹp cái nè. 2, 3, 5, 6, 7, 8 ha. Kẹp cái nữa nè. Vị trí số 6 thì xào 3, 4, 5, 6. Đó. Không. Nhưng mà mọi người chú ý cái đoạn này nữa nè. Cái này á là người ta kêu là kinh y á, là coi như mình đặt không chính xác á. Thì bộ bài mình đã đẩy lại gan sẵn rồi mình chập lên nè. Chập lên. Đó. Thì nó sẽ như vậy nè. Nó không ngay mọi người ha. Thì lần này mọi người sẽ ôm hết vô, mọi người xào giả vài cái ha. Bỏ xuống. Thì bỏ xuống mọi người thấy cái góc cạnh này nè, nó có cái chỗ dư ra này ha. Thì mình dùng ngón giữa và ngón cái, ngón này đặt lên, dùng hai ngón này bóc ngay hai cạnh này, bỏ nó qua. Thì mình sẽ phát cho mọi người xem nè ha. Tụ thứ 6 đúng không? 7 8. Thì mình ở nhà tụ thứ 6 mình sẽ lấy được 9 điểm với mọi người ha. Đó. Thì trong đây là nó, cái video này nó sẽ gồm ba cái thuật, một là săn bài, hai là kèo bài, ba là phải kinh y. Đó thì nếu mà mọi người học được ba kỹ thuật này thì mọi người sẽ làm được giống mình ha. Còn nếu mà mọi người chưa học được mấy kỹ thuật này và mọi người nhảy vô học cái clip này luôn thì mình xin lỗi là mọi người sẽ không làm được cho mọi người ha. À, thí dụ lần nữa cho mọi người xem. Mình làm như vậy ha, cho nó đều ra. Để chứng tỏ là cái nhà cái họ kinh ra mọi người ha. Đây. Họ kinh ra. Thì mình không biết gì hết trong bộ bài này ha. Không nhìn thấy được cái quân bài này trong đây hết. Đó. Không nhìn thấy được thì bắt buộc là mình sẽ đụng vô bộ bài và kiếm những con bài mình cần ha. Mình cầm vô. Mình là tay em mà, đôi khi mình xào chẻ một hai dáng cũng được chứ không phải mỗi dáng mình mỗi chẻ là người ta chắc có chuyện á. Thì lâu lâu mình cầm bộ bài lên mình chẻ xa xui. Một con tay, một con chín ha, thắng ngay con tay cái nữa. Là chín nút. Đó. Là chín nút cho người ha. Đây. Tay chín trên con tay nữa. Thì thí dụ đánh 6 nhà mình là tụ thứ tư đi nè. Đẩy bộ bài lại ra xíu, cầm vô. Ngón giữa ngón cái đây ha. 1 2 3 4 5 6 kẹp cái 3 4 5 6 kẹp cái 1 2. Đó là tụ thứ tư nha mọi người ha. Thấy không? Đặt xéo qua, kinh y ra, dùng cái này với này tay đặt lên kinh góc này ra. Thì 1 2 3 9 nút. Đây, mọi người có thấy quá dễ không? Mình giỡn tất cả mọi người thôi chứ thật ra là học được ba kỹ thuật trên mới làm được cái video này nha mọi người ha. Còn mọi người chưa học thì hãy cố gắng học mấy kỹ thuật kia trước đi. Đừng có mà gấp vội, thấy cái này hay cứ học cái này, thấy cái khác hay cứ học cái khác. Như vậy thì mình mãi không có làm được những cái cách mà mình thích đâu nha. Mình thích cách nào thì mình phải tập biết được cách đó mình hả làm cách khác người ha. Chứ mọi người cứ tập cái này chưa xong nhảy qua tập cách khác. Mà đặc biệt một liều là mấy cái người mà mới bắt đầu biết tập á, lựa mấy cái khó tập không à. Thì cái video của mình hôm nay cũng kết thúc tại đây ha. Thì ai quý mình hãy để cho mình một like trên video này. Ai chưa đăng ký kênh hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại nha mọi người ơi.